gấp cái này lại, nhúng vào nước, bỏ vào đấy. Nhúng ướt hẳn đi, hoặc đổ tí rượu vào, gấp xong đổ tí rượu vào. Cái này rồi, đấy, anh ăn đi. Đây chỉ là thương lượng, chúng ta đặt đói một tầm này cái gì chứ, tạm này lo gì. Chấm muối tiêu chanh à. Chưa đâu, mình cũng chưa mua cắt. Được rồi. 3 4 thì lấy gì? Không, không có phải là chúng ta. Chúng ta thấy bằng